Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu có nguyên nhân liên quan đến việc sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam, theo ước tính sơ bộ của Hội Kinh tế Y tế Việt Nam năm 2022, tổng chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, ốm đau và tử vong sớm do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá là 108.000 tỷ đồng một năm. Thuốc lá vẫn đang là gánh nặng kinh tế và sức khỏe của nhiều người hút và hít phải khói thuốc lá. Những bệnh nhân này đang gánh chịu hậu quả không nhỏ về sức khỏe do thói quen hút thuốc lá gây ra. Ai cũng có nhiều lần nhập viện điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp và cả tim mạch. Sức khỏe suy kiệt, mất sức lao động, điều trị bệnh ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và còn là gánh nặng của người thân. Trước thì có hút thuốc lá, cũng có bị bệnh phổi một lần, có mười mấy năm rồi. Bây giờ bị sạc ra máu làm viện. Tôi cũng hút thuốc lá nhiều năm rồi, cũng ảnh hưởng cho sức khỏe, bị phổi. Bây giờ cũng mệt cái nhập viện. Tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long, theo các bác sĩ điều trị, có đến hơn 80% bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, có tiền sử hút thuốc lá hoặc thường xuyên hút thuốc lá thụ động. Đối với những bệnh nhân đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, trong quá trình điều trị thực tế tại bệnh viện thì nó có vấn đề là khi bệnh nhân hút thuốc mà chúng ta vẫn tiếp tục điều trị thì nó sẽ giảm cái chất lượng hiệu quả điều trị rất là cao, đặc biệt là nó giảm khoảng 50% so với người không thuốc lá. Có những bệnh nhân một tháng vô đây nằm viện hết 20 ngày. Không chỉ người hút thuốc lá mà người hít phải khói thuốc lá cũng bị ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em. Theo các bác sĩ, khói thuốc lá trong môi trường là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Ở trẻ em, hệ hô hấp chưa phát triển hoàn thiện, sức đề kháng chưa cao nên trẻ rất nhạy cảm với các chất kích thích và chất độc trong khói thuốc. Khói thuốc lá thì nó ảnh hưởng nghiêm trọng về cái sức khỏe của bé nhỏ, thì cũng trong cái quá trình phát triển thì cũng như những cái cơ quan trong cơ thể bé, thì đặc biệt là những cái bệnh lý về cái đường hô hấp của bé, ví dụ viêm phổi, viêm tay giữa, hoặc là số đặc biệt là cái bệnh lý về cái viêm mũi dị ứng và cái hen suyễn. Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tác hại thuốc lá cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường trong nam giới trưởng thành giảm trung bình 0,5% mỗi năm, từ 47,4% năm 2010 xuống còn 38,9% năm 2023. Tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên cũng giảm. Tuy nhiên, những thành tựu này có nguy cơ bị phá bỏ bởi việc gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng thuốc lá mới, chủ yếu là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt là trong giới trẻ. Với quyết tâm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 2030. Trong đó, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong cộng đồng là mục tiêu quan trọng. Bộ Y tế cũng kêu gọi các cơ quan đoàn thể và mọi người dân vì sức khỏe của bản thân, của gia đình mình và cộng đồng. Hãy tiếp tục có những hành động thiết thực, xây dựng môi trường không khói thuốc, thực thi nghiêm luật phòng chống tác hại của thuốc lá vì mục tiêu sức khỏe của toàn dân.